Xin chào tất cả các anh em nha, Huy đang giới thiệu cho các anh em tham gia chương trình này góp nhận 0.1 tốc căng có hiện loại TRB khoảng 40 đô tất cả các bạn. Tốc căng TRB với cái thằng Uniswap là tốc căng đâu các bạn. Để tham gia hôm nay link phần demo 8 start này bạn. Rồi các bạn bấm nhập continue con lướt cấp trang tất cả các bạn. Sau khi lướt cấp trang xong thì các bạn làm join kênh group kênh trailer, follow Twitter và subscribe kênh YouTube các bạn, submit đi tên tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm next step bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lưu username Twitter của tất cả các bạn ở cộng các bạn vào setting thì sẽ bằng cặp username Twitter của mình ở cộng MMO của bạn. Và gửi chatbot nè. Tiếp tục thì các bạn gửi đường link vào profile YouTube nha bạn. Các bạn mở YouTube của mình lên nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ trên cùng nè các bạn. Bấm nhập vào kênh của bạn nè. Các bạn nhấp vào một chia sẻ, các bạn sao chép ở đường link YouTube của mình nha các bạn. Vì đây mình đã copy đường link YouTube trên máy tính của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục các bạn I am complex nè. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ EC mười dùng địa chỉ trên di chúc wallet Mesa wallet MetaMask các bạn mà tôi cần chặn tăng EC 20 các bạn copy địa chỉ tag mình nha các bạn. Giá này thật khá là cao nha các bạn, hiện tại những trang web này nó đều tạm ngưng đóng góp tiền nên các bạn cứ làm đi các bạn, sau này giá thật giảm thì tôi cần sẽ không phối thôi. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bấm balance để check số lần cũng được các bạn. Rồi các bạn bấm withdraw. Ghép link lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Withdraw. Rồi chương trình airdrop này nó phân phối vào ngày 26 tháng 2 năm 2021 các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.